Đây là một chiếc xe Kia K250 nhé các bạn. Xe chạy được 61.000 cây rồi.61.340. Xe bị tình trạng rất là lạ, xe thì vẫn chạy bình thường nhưng mà cứ mỗi một lần mà xuống hàng, tắt máy xuống hàng hoặc là vô ăn cơm trưa xong ra để chạy tiếp á thì đèn nó không nổ. Không cách nào nổ được. Ha, bắt buộc là anh chủ xe anh phải lấy cái chai RB7 anh mồi vào trong cái họng gió nó mới nổ được. À, xe này thì đã vào trong trung tâm bảo dưỡng làm rất là nhiều lần rồi nhưng mà vẫn không hết. Thì anh chủ xe mới mang xe sang bên mình để làm. Và sau đây các bạn hãy xem quá trình bên mình làm chiếc xe này nhé. Rồi đạp ga lớn ơi, đạp lớn ga luôn bạn ơi. Đạp đi. Và các bạn hãy xem là bên mình hồi nãy là bên mình đã mở ra để kiểm tra hệ thống dây điện nhưng mà thấy nó vẫn bình thường, không có vấn đề, xe cũng không báo lỗi. Thì bây giờ bên mình sẽ tháo bốn cái cây kim phun này ra để cho lên máy kiểm tra xem mà nó có bị cái vấn đề gì không, để bên mình loại trừ dần ha các bạn. Kiểm tra không báo lỗi, xe thì không báo lỗi, kiểm tra hệ thống điện thì cũng không bị chập chạm gì. Đó, thì bên mình mới tiến hành là bên mình tháo thử cái kim phun ra để kiểm tra xem mà là kim phun của xe có vấn đề gì không. Bởi vì một trong những cái vấn đề mà rất là hay gặp, thường gặp đó là kim phun nó bị vấn đề nên là chúng ta đề rất là khó nổ nha. Và đề cái chiếc xe này là đề không nổ luôn, chỉ có mồi RB7 là mới nổ thôi. Nhưng mà lúc mà mình dừng xe lại á, thì mới bị, có nghĩa mình đi ăn cơm hoặc là xuống hàng gì đó thì mới bị, chứ còn buổi sáng hoặc là lâu mà chúng ta đè một lần nó rất là bình thường, không có cái gì, không có cái triệu chứng gì cả. Đó, đây là một cái ban rất là lạ và khi mà kiểm tra bằng máy chẩn đoán thì không thấy nó có vấn đề gì về kim phun cả nhé. Thì bây giờ bên mình sẽ tháo kim phun ra bên ngoài gắn lên máy kiểm tra để xem nó có vấn đề gì không. Đây là các bạn, và bên mình cũng tháo bình dầu ra để xem cái dầu bình dầu nó có cái vấn đề gì không. Các bạn thấy không, dưới dầu 001 không, dầu nó rất là trong, nó không có màu vàng nhé. Và trong cái bình dầu của anh cũng rất là sạch đó, cũng rất là sạch, không có nước, cũng không có nhiều cặn bẩn đâu đó. Thì có lẽ là nó hút lên trên cái lọc dầu hết rồi ha, cái lọc dầu thì thay rất là thường xuyên. Và bên mình đang gắn lên trên cái máy để kiểm tra này các bạn. Đó, các bạn thấy nó phun chưa, nó phun mặn cả đó đó, các bạn thấy xíu nữa nó phun là sương mù dày đặc luôn đó. Đây là cái máy thử kim phun nhá. Đó, đó các bạn thấy nó phun không? Đó, nó phun mặn ghê không? Đó, cái tia này mà nó bắn vào người các bạn là xuyên da nha, xuyên thủng người luôn á, không giỡn đâu. Nếu mà các bạn để sát vào cái đầu kim nó phóng một phát thôi là xuyên từ bên này sang bên kia luôn. Đó các bạn thấy không? Sa cái kim này nó bị nhẹt ha, hay là đầu kim nó bị dính lại luôn. Xíu nữa các bạn hãy xem này, xíu nó gỡ cái đầu kim không gỡ ra được. Đó, có nghĩa là xe này nó bị hư kim rồi đó. Mà dùng máy kiểm tra thì nó không ra. Đây các bạn này, xem là bên mình sẽ bắt đầu gỡ cái cây kim phun ra nha các bạn ha, để xem bên trong nó thế nào nha. Đó. Đó các bạn thấy không,
chúng ta sẽ từ từ mở cái kim phun ra. Thì bên trong kim phun nó cũng có hàng trăm cái chi tiết nhỏ bên trong nhé các bạn. Đây này, cái đường, đây là cái van dầu hồi của kim nhé. Đó các bạn thấy không, đây cái van dầu hồi của nó. Đó. Cái kim này nó bị dính cái ti nó vào cái đầu kim luôn rồi. Xíu nữa các bạn sẽ xem bên mình gỡ ra nhé. Đó, nó dính vào rồi. Bình thường á, các bạn chỉ cần đặt nhẹ xuống là cái đầu kim, cái ti ở trong cái đầu kim nó sẽ tuột ra ngoài. Nhưng mà cái đối với cái kim phun này nó dính luôn vào trong rồi. Đó các bạn nhìn này, cái đầu kim nó nằm ở bên trái cùng á. Cái van mà nhỏ nhỏ đó là cái van dầu hồi á. Cái xe các bạn á mà bị dầu hồi mà tắt máy liên tục, chạy trên đường tắt máy hoặc là đề khó nổ là nó hư cái van đó đó anh em. Đó, thì mình chỉ phục hồi là người ta thay mới cái van đó thôi ha. Còn tất cả những bộ phận khác như đầu kim hoặc là thân kim người ta đâu có thay, đâu có hư hỏng gì đâu mà người ta thay. Người ta hư cái gì là thay cái đó. Nên là vì sao mà các bạn thấy rằng là phục hồi nó là như vậy đó ha. Và chi phí để mà phục hồi thì nó cũng tương đối rẻ thôi. Này các bạn nhìn thấy này, bên mình đang gỡ cái đầu kim phun, cái ti ở trong cái đầu kim phun gỡ ra hoài mà chưa được, nó dính vào trong đó rồi. Bạo lực quá. Đó. Phải lấy kim mà nhổ nó ra, kim mà nhổ cũng không được các bạn đó. Trời ơi. Coi như là cái ti này là bỏ đó. Nó dính rồi. Đây nè các bạn thấy cái ti nó nè. Đó, cái ti nó bé xíu phải không? Đó, cái này nó dính vào trong cái đầu kim à. Và bây giờ bên mình sẽ gắn kim trở lại nhé. Trước khi gắn là các bạn phải vệ sinh thật sạch. Thật sạch cái đế mà để kim vô. Nếu các bạn vệ sinh không sạch là coi chừng là gắn kim vô là lại mang họa nữa đó. Đó nên là cái quá trình mà gắn kim cũng rất quan trọng ha. Càng ngựa nhau chứ. Má bữa bó này mà lấy người ta 2 triệu bạc. Bó mấy cái thùng. Cướp à. Đấy cái xe này lúc ban đầu á các bạn ha, lúc ban đầu mà mang vô cái trạm sửa chữa để mà người ta sửa cái tình trạng cứ dừng xe lại để lại nó rất là khó nổ, thì người ta làm lại cái giắc dây điện này các bạn thấy không, người ta lấy cái ống nhựa đó người ta đem luồn vào trong những cái dây điện của cái giắc điện kim phun đó, người ta bọc lại đó, người ta làm như vậy đó, xong rồi người ta tính tiền cho khách là người ta bảo tình trạng này khắc phục xong rồi đó. Nhưng mà nó đâu có hết được, mà cũng mình cũng chẳng hiểu tại sao lại đem bọc lại làm gì nữa. Và bây giờ bên mình sẽ tiến hành xả gió và đề nổ chiếc xe này sau khi đã gắn kim phun lên. Và các bạn thấy là sau khi xả gió xong, gắn kim xong thì xe đề nổ êm ru luôn các bạn ạ. Và sau đây phản hồi của chủ xe sau khi sửa. Anh Tuấn Anh hả? Dạ, em nghe anh liền. Xe chạy hết cái tình trạng đó chưa anh?
đúng thầy đúng thợ rồi sao mà bị nữa. À là bây giờ là hết rồi đúng không? Dạ thì nói chung là qua giờ em cũng đi hàng rồi đó, cũng chưa tính để coi 2-3 bữa coi sao, nhưng mà thấy chắc nó ok anh ơi. À nói chung là đề nó dễ nổ hơn lúc trước đúng không anh? Dạ dạ nó đâu có giờ nó hết luôn rồi, nó chạy mệt mượt luôn. Mượt chứ đợt trước nó không mượt được như vậy hả? Dạ nói chung là nó lúc trước thì nó cũng nó hơi đạp ra thì nó hơi nặng, mà tại mình nghĩ là chắc mình chạy mình cũng quen thấy nó bình thường, nhưng mà như anh chung đạp thì anh thấy nặng, mà nói chung qua nay là chạy thấy mượt mà rồi nó hết chứ giờ chứ lúc trước giao hàng là không giống tắt máy luôn. À vậy hả? Ủa anh xe mình là có hay bảo dưỡng, có hay thay lọc dầu diesel không đó? Em là đi hãng là không thiếu một mức nào, em là đúng là 5.000 cây là em cứ vô hãng là thay đầy đủ luôn, là 10.000 thay lọc là đầy đủ không thiếu, không bỏ bữa nào. Ủa vậy sao mà cái kim trong lúc mà tháo kim ra bên trong kim nó dơ lắm? Thì em cũng không biết, nó đổ dầu là 0.01 bkm, tại vì cái tuyến đường mà em đi giao hàng hàng ngày luôn á là lúc nào cũng đi ngang, em đi ngang cái cây xăng bkm á, lúc nào cũng dừng vô em đổ đó. Ồ tại vì hôm bữa là cũng nói với anh Tuấn Anh là vậy, là hôm bữa là bọn em cũng có làm kim ăn rồi, nhưng mà chủ quan thấy là không có làm kỹ, thế là nói chung là tiền đồ là bị mất mất tiêu hai lần luôn á, thay van hai lần, bởi vì trong cái đường dầu của anh nó rất là dơ. Bọn em chủ quan, bọn em không có làm không vệ sinh cái đường dầu, em cứ nghĩ là anh thay lọc dầu định kỳ thì nó không dơ đến thế, nhưng mà gắn vô cái cạnh dơ ở trong ống reo với trong cái đường ống nó chạy ngược về, thế dính kim luôn. Em là thay lọc đúng định kỳ luôn, tất cả chỉ hồi đó giờ là em cứ chưa có đổ ba cái phụ gia chưa vệ sinh thôi, còn ngoài ra là thay lọc thay nhớt bảo dưỡng bốn bánh là đúng định kỳ luôn. Tính ở mùa dịch mà em trễ hẹn mà phải kêu điện thoại cho hãng, tại nhà em là cũng gần hãng luôn, cách hãng có 2-3 cây số à, đó là em kêu điện thoại là nó mở cửa lén cho xe vô lại xe vô làm luôn. Nhưng mà em kỹ đến vậy mà em còn dính. Sao mà nó dơ, lúc mà em tháo lọc dầu nó không dơ, nhưng mà tại sao trong kim phun nó rất là dơ? Cái lọc là em mới thay lúc 55.000 rồi xong. Chứ không thì nếu mà anh hay vào trung tâm bảo dưỡng thì cứ 10.000 cây là người ta thay anh cái lọc dầu rồi. Rồi đúng 10 cây là lúc nào lịch sử, em nhiều khi em còn yêu cầu nó làm nữa mà. Ok anh Tuấn Anh rồi. Vậy thì thôi bây giờ anh Tuấn Anh chịu khó xài cái D12 nhá, lâu xài chai nhá. Cho nó. Trên tay tôi đây đang là sản phẩm D12 của hãng Voltronic đến từ Cộng hòa Liên bang Đức. Với 5 chức năng chính vượt trội, D12 sẽ giúp bạn vệ sinh hoàn toàn hệ thống nhiên liệu từ bình dầu diesel cho đến hệ thống kim phun. Và ngoài ra D12 còn có tác dụng rất mạnh trong việc khử muội than trong cái hệ thống van ER cũng như là hệ thống bầu lọc khí thải được trang bị trên những dòng xe Euro 4, Euro 5 và Euro 6. D12 sẽ giúp bạn giải quyết tất cả các vấn đề cấp bách nhất hiện nay như nhiên liệu dơ, nhiên liệu bẩn, nghẹt kim phun, nghẹt van ER và tắc bộ lọc khí thải. Đây là những nỗi sợ mà tất cả những khách hàng đang sử dụng những cái dòng xe Euro 4, Euro 5 chắc chắn sẽ gặp phải trong thời gian tới. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để sử dụng sản phẩm D12 này cho chiếc xe của bạn. Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0906 396914. Xin chào và hẹn gặp lại.